Tiếp tục chương trình trao quà từ thiện tại tỉnh Gia Lai của Ban Từ thiện Xã hội và phân ban địa giới thành phố Cần Thơ, sáng ngày 1 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 8 năm Quý Mão, phái đoàn đến xã Iaka và xã Iakương thuộc huyện Chư Pác, tỉnh Gia Lai để trao quà cho bà con đồng bào, gia đình khó khăn, người bệnh phong. Phái đoàn do ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ, cố vấn phân ban ni giới Trung ương, chứng minh phân ban ni giới thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn. Đoàn còn có sư cô Thích Nữ Từ Tâm, ủy viên ban trị sự, phó ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, ni sư Thích Nữ Phục Liên, trụ trì Tịnh Sáng Ngọc Phú, Ayunpa Gia Lai, chư tôn đức ni và quý vị Phật tử, mạnh thường quân cùng tháp tùng đoàn. Tiếp đoàn có bà Đinh Thị Phương, chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Chư Pa. Tại các điểm trao quà, ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con đồng bào dân tộc, chúc bà con luôn mạnh khỏe và phát triển hơn trong cuộc sống của mình để xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp thêm. Đồng thời, ni trưởng gửi lời tri ân đến các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn cũng như cho bà con đến nhận quà. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự cát tường, công việc được thuận lợi. Tại hai xã Iaka và Iakhưa, đoàn trao 500 phần quà cho bà con, mỗi phần trị giá 750.000 đồng, gồm gạo, mì, mùng mền và một số nhu yếu phẩm khác. Những phần quà không chỉ là sự động viên, hỗ trợ về mặt vật chất mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần, phần nào giúp bà con có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trước hết cũng cảm ơn sự ân nhân, cũng cảm ơn tất cả cả đoàn, cảm ơn cũng, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bà con dân làng cùng cả đoàn tại nơi đây hôm nay được lãnh được quà từ ân nhân. Nói chung về cả xã là làng lúc lui là làng đặc biệt khó khăn, làng bệnh phong, 60 người bệnh nhân phong, sau này mất đi dần rồi, mất đi là còn lại 37 bệnh nhân phong tại nơi đây. Hiện tại là đang đặc biệt khó khăn, không có đi lao động được. Thì bởi vì không có chân tay để lao động, không có đất đai để sản xuất, không có nhà để ở. Thì nhờ sự giúp đỡ của đoàn từ thiện xây cho một cái nhà gọi là nhà khu tập thể bình phong, với lại khoan cho một cái giếng để bà con bình phong sinh hoạt, tắm rửa sinh hoạt. Xây cho một cái nhà vệ sinh để khó khăn đi lại, để không đi ra ngoài được. Tại vì hôm nay thì tôi cùng đại diện thay mặt cho bà con dân làng thì không có gì hơn thì mong mạnh thường quân cùng là càng ngày càng phát triển, càng ngày càng vui vẻ hơn, để có dịp sau này để kể thăm tại bình phong tại nơi đây. Được biết, trong hai ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, Phái đoàn Ban Từ thiện Xã hội và Phân ban Ni giới thành phố Cần Thơ vận động quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trao trên 600 phần quà tặng cho bà con ở các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tổ chức đêm trung thu và trao quà cho 500 em thiếu nhi với tổng chi phí trên 600 triệu đồng.